Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên của đơn vị. Những năm qua, Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, làm chủ vũ khí, khí tài và khả năng hiệp đồng của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trên thao trường huấn luyện, cán bộ chiến sĩ trung đoàn nhanh chóng cơ động ra thao trường, triển khai đội hình chiến đấu áp sát địch, tiêu diệt mục tiêu trong thời gian ngắn. Dù chỉ là những bài tập đơn giản, nhưng cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn tập trung cao độ, luyện tập thành thục từng kỹ năng. Những cán bộ có nhiều kinh nghiệm huấn luyện chuyên ngành được phân công hướng dẫn cho bộ đội luyện tập nhằm xử lý tốt mọi tình huống chiến đấu xảy ra. Đặc biệt trong thời gian qua, trung đoàn đã phát huy tốt việc nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để áp dụng cho công tác huấn luyện mang lại hiệu quả thiết thực. Xuất phát từ thực tế tham gia huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong quá trình tham gia diễn tập, thì đối với một người cán bộ pháo binh khi mới ra trường thì tôi thấy những điểm hạn chế trong quá trình tham gia hiệu chỉnh các loại thước cơ bắn. Vì vậy tôi đã tạo ra giá hiệu chỉnh thước cơ bắn hệ độ nhằm khắc phục những điểm hạn chế đấy. Vì hiệu quả thứ nhất là giảm thời gian thao tác đối với chiến sĩ khi thực hiện hiệu chỉnh các loại thước cơ bắn. Thứ hai là đối với các chiến sĩ là giảm bớt được cái khả năng thao tác. Thứ ba là quá trình tham gia diễn tập thì không cần phải triển khai các loại pháo và khí tài để hiệu chỉnh các loại thước cơ bắn, mà chỉ cần sử dụng đối với giá hiệu chỉnh có thể hiệu chỉnh được các loại thước cơ bắn một cách phù hợp và nhanh chóng. Khắc phục những khó khăn về thao trường huấn luyện, thời tiết khí hậu nắng nóng và ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong những tình huống tập đòi hỏi sự khó khăn và phức tạp như phối hợp hiệp đồng giữa các hướng, mũi, trung đoàn tập trung huấn luyện cho bộ đội, nắm chắc nguyên tắc chiến thuật, sát thực tế, nhiệm vụ và địa bàn tác chiến, cũng như tính năng của các loại vũ khí, khí tài. Sự bám sát hướng dẫn tỉ mỉ của cán bộ đơn vị đã tạo tâm lý thoải mái, tự tin cho chiến sĩ trong quá trình học tập huấn luyện chuyên ngành. Cán bộ là gốc của công việc, cán bộ giỏi quyết định đến chất lượng huấn luyện của đơn vị. Xác định tốt vấn đề này, thời gian qua, Trung đoàn 31 đã thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện. Đơn vị cũng tập trung thực hiện 3 thực chất nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của trung đoàn. Trung đoàn làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị, trong đó trọng tâm đó là nâng cao cái chất lượng về công tác bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ đang còn trẻ, cán bộ mới ra trường. Qua đó thì làm cho đội ngũ cán bộ các cấp có cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện thực chất, kiểm tra thực chất, đánh giá kết quả thực chất. Vì vậy nên là kết quả huấn luyện diễn tập của trung đoàn bảo đảm tương đối tốt. Huấn luyện cho bộ đội giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại trang bị khí tài có trong biên chế, đồng thời biết sử dụng nhiều trang bị mới hiện đại. Đó là yêu cầu đặt ra đối với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 31 trong huấn luyện. Nhờ làm tốt nội dung này nên trong nhiều năm liền, trung đoàn luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của quân đoàn 4 và được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi.